Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Theo báo điện tử Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, buổi gặp gỡ cầu nguyện đầu tiên cho Đức Giám mục Tân cử Giuse Đỗ Quang Khang vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021, ngay khi Tòa Thánh vừa công bố bổ nhiệm Tân Giám mục Phó của Giáo phận Bắc Ninh, đã có cuộc gặp gỡ chia sẻ và cầu nguyện cho vị giám mục tân cử Giuse Đỗ Quang Khang. Cuộc gặp gỡ thân tình này do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng quy tụ, trước hết đã diễn ra tại nhà khách Đại chủng viện Thánh Giuse của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Các linh mục thuộc Đại chủng viện và Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận đã cùng lắng nghe vị cha chung Tổng Giáo phận, vui mừng vì giáo hội có thêm vị giám mục, nhưng cũng buồn vì Tổng Giáo phận Sài Gòn vắng thiếu đi một giáo sư kinh thánh, một phó giám đốc chủng viện nhiệt thành. Đức Tổng Giuse tâm sự rằng Ngài đã phải động viên rất nhiều để cha giáo kinh thánh Giuse đừng quá lo lắng mà từ chối trách vụ sắp được giáo hội trao phó. Tiếp theo là tâm tình của vị giám mục tân cử, luôn cảm thấy hạnh phúc thanh thản khi được là con của Tổng Giáo phận Sài Gòn, lo âu trước trách nhiệm mới nhưng cũng cảm thấy mình như được trở về quê cũ vì có nguyên quán Bắc Giang thuộc Bắc Ninh, tri ân và rất mong nhận được lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của mọi người. Kế tiếp, cha giám đốc Đại chủng viện khi kể ra rất nhiều vị giám mục có xuất thân từ ban giảng huấn của Đại chủng viện Sài Gòn đã chúc mừng và động viên vị phó giám đốc của mình trong nhiệm vụ mới. Vào cuối buổi chia sẻ, đại diện gia đình ruột thịt của vị giám mục tân cử đã diễn tả những ngỡ ngàng trước sự kiện mới mẻ này, đồng thời nói lên niềm tri ân và cầu mong sự nâng đỡ cho một người thân trong gia đình trước nhiệm vụ mới do giáo hội giao phó. Cuối cùng, cuộc hội ngộ thân tình đã kết thúc với giờ chầu thánh thể trong nhà nguyện của Đại chủng viện để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thật sốt sáng, hòa quyện trong những suy niệm thật sâu sắc do cha giám đốc Đại chủng viện dẫn giải về sứ vụ giám mục.